Sau đây 3D Marker xin hướng dẫn các bạn cách in một mẫu đã được in nhựa liệu sẵn trong USB với định dạng là G-code. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động máy. Chúng ta cắm USB vào. USB đang lót. Sau đó chúng ta khi máy nó về vị trí auto mode, chúng ta vào menu chọn một bring from USB và chọn một file mà chúng ta đã thiết kế có định dạng là G-code. Sau khi nhiệt độ của đồng phun gây nhiệt tới 200 độ thì máy của chúng ta sẽ bắt đầu in. Đây là máy đang bắt đầu khởi động để in mẫu mà ta đã chọn. Sau khi máy chạy lớp xúc bọt này xong thì các bạn có thể làm một việc gì đó. Sau đó thì các bạn sẽ quay lại và chúng ta đặt cái mẫu mà tao đã thiết kế.